một, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh. Yeah, đây là số một. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi này, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có nơi thay, ta vẫn luôn sát vai. Gia đình là số một, oh, oh. 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 Gia đình mình như cột đèn, hôm nay vẫn chuyện lên tinh. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc có những khi vô tình, nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh em đã nói như thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah, gia đình là số một, oh oh. 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 Yeah, đây là số một. Tâm Ý ơi, chị xong rồi, chị về trước nha. Ủa, chị xong rồi hả? Ừ. Em sợ chị đói nên cho nên luộc trứng với lại pha nước cam nè. Trứng luộc á hả? Ừ. Trời ơi, phải ăn trứng luộc rồi mới về. Chị thích ăn trứng luộc lắm luôn á. Trời thơm lắm. Chị chỉ cho em cách ăn trứng luộc làm sao cho ngon nha. Đầu tiên á là mình... Gì vậy chị? Sao em nói trứng luộc? Cái này mới là trứng luộc nè, cái đó trứng sống. Trời ơi. Hai người làm gì vậy? Làm... Đẹp lắm nha người ơi. Tâm Ý ơi, em hại chị rồi đó. Loại chị mà. Này chị ăn cái này đi nha. Cho chị đi. Muối tiêu à. Rồi, chị đợi em chút. Ừ, tôi nghe anh Thành. Sao? Phó giám đốc công ty của chúng tôi không tới à? Lẽ nào là như vậy? Nguyên ơi, Nguyên. Nguyên ơi, bạn mình ơi. Nguyên ơi, Nguyên. Quá đi á. Quái ơn giời, thú cưng của tôi đây rồi. Vui quá đúng không? Bóp đi nữa ha. Ok, đi nhiều lần luôn. Mày đi đâu từ sáng giờ? Bây giờ mới chịu bò về hả? Dạ, con đưa Lam Chi đi khu vui chơi. Vui chơi hả? Mày có biết hôm nay là ngày tái ký hợp đồng với là giám đốc Hùng không hả? Dạ, dạ, ngày 25 mà ba. Ngày 25, mày coi lại. Bữa nay là ngày mấy? Coi lại rồi trả lời tao. Ủa chứ không phải ngày mai mới 25 hả? Trời ơi, nó còn hỏi tôi nữa. Ba, tao giết mày thằng ngu si. Phá hoại công ty mà. Ba bình tĩnh đi ba, ba bình tĩnh đi ba. Bây giờ không nói nhiều. Mày chạy lại cái chỗ giám đốc Hùng á. Mày quỳ lại gian xin người ta xin tái ký hợp đồng. Nếu không được á, đừng có mò về nhà này. Hiểu chưa? Dạ, 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 dạ. Con biết rồi ba. Trời, tao không hiểu tại sao cái thằng đần độ ngu si như mày mà có thể làm gì phó giám đốc được. Mày nhìn đi, tao là cái thằng điên. Tao điên lắm. Tao điên cho nên tao mới gả cái con gái cho cái thằng đần độn như mày. Trời ơi. Ba, sao ba nói gì được ba? Con xin lỗi ba. Thôi ba, bây giờ ba mệt rồi. Ba vô phòng nghỉ đi ba. Sao còn đứng đó? Mau. Dạ. Đi đi ba.
Sân bay hả? Dạ đúng rồi. À, nè, đi đám cưới em gái đúng không? Perfect, yes. Đám cưới em gái xong á, về chắc chắn là phải tìm cho cô một người bạn gái nghe chưa? Yes, madam. Thôi, con đi đi, lẹ. Dạ, con xin phép đi trước nha. Con đi. Anh cũng không liên lạc được với ảnh hả? Dạ, tôi gọi hoài cho ảnh mà cũng không được nữa. Anh tắt máy rồi. Giờ sao ta? Khi nào mà anh gọi được ảnh á, anh gọi báo cho tôi liền nha. Cảm ơn anh. Dạ. Mẹ, mẹ uống sữa đi. Cảm ơn con. Mẹ vẫn chưa liên lạc được với ba hả? Yên tâm đi, ba con sẽ về sớm mà. Dạ. Nhưng mà con vẫn không nghĩ được sao ba lại mắc phải một cái lỗi mà không thể nào chấp nhận được như vậy. Ở cái nhà này, ông là đã rắc rối lắm rồi. Bây giờ con thấy ba còn rắc rối hơn cả ông nữa. Cái này là chuyện của người lớn. Dạ. Mà sao mà mẹ kết hôn với ba vậy? Với một người tính cách như mẹ thì con nghĩ là mẹ sẽ không thích một người như ba đâu. Mà hồi đó bà mẹ gặp nhau sao vậy? Chào cô. Cái gì vậy? Cô ở đội Taekwondo của trường đúng không? Tôi có coi cô thi đấu mấy lần. Tôi là fan của cô á. Cảm ơn nha. Còn tôi ở đội bóng chuyền. Vậy cho dễ nói chuyện. Hả? Tôi xin lỗi. Thoải mái hơn chưa? Thiệt ra tôi cũng biết anh. Có mấy lần tôi nhìn thấy anh ở trường mà. Thiệt vinh dự cho tôi quá. Vinh dự gì chứ? Ủa, mà sao anh vô bệnh viện vậy? Bộ anh cũng bị thương hả? Tôi bị chấn thương ở vai, phải nằm ở đây theo dõi 15 ngày. Chỉ có theo dõi thôi hả? Ừ. Anh may mắn hơn tôi rồi. Chân cô bị sao hả? Tôi bị nứt xương. Mặc dù đã được bó lại rồi, nhưng mà bác sĩ nói á, mai mốt tôi mà vận động mạnh nữa là khỏi đi lại được luôn á. Đau. Xin lỗi. Thật ra tôi cũng thấy trường hợp này nhiều lần rồi. Cái gì? Anh nói cứ như là anh bị thương nhiều lần lắm rồi á. Đây là lần thứ tư của tôi rồi đó. Lần thứ tư? Ừ. Vậy mà anh vẫn muốn tiếp tục chơi bộ môn này hả? Tôi không được thông minh cho lắm, nên phải cố gắng làm tốt công việc này thôi. Phải cố gắng tới cùng chứ. Có một vận động viên nói câu này hay lắm. Tôi có thể chấp nhận thất bại, bởi vì con người trong cuộc đời không ai chưa từng thất bại. Nhưng tôi không thể nào chùn bước mà không cố gắng. À,
Đó là câu nói của một vận động viên nổi tiếng. Anh ta nói hay lắm đúng không? Không thể nào chùn bước mà không cố gắng. Cũng đúng ha. Có sao không? Không biết nữa. Không biết là có trúng không nữa. Chắc không trúng đâu, tôi né kịp mà. Đưa tôi coi coi. Cũng may là không có trúng á. Không sao, tôi né rồi. Nhìn mặt kỹ cũng xấu xí quá. Anh nói cái gì vậy? Khoan đi đã, em đi uống cà phê với anh cha. Hả? Anh không phải biến thái đâu. Anh tránh ra coi. Thôi qua. Ê, anh đi uống cà phê với anh đi. Anh buông tay tôi ra coi. Thôi mà đi đi mà. Hai người đang yêu nhau hả? Không, không phải yêu. Nhưng mà vậy thì em có phải gì của anh. Em đi uống cà phê với anh nha. Anh nói thiệt đó, anh không phải biến thái đâu mà. Nếu mà em có coi bản tin về thể thao á, thì em có thể biết anh. Anh là Hoàng Mạnh Tường, cầu thủ số 34 của đội tuyển bóng chuyền thành phố. Chỉ là thành phố thôi mà, chừng nào lên quốc gia hãy nói chuyện. Cái gì? Hoàng Mạnh Tường? Huyền thoại bóng chuyền Hoàng Mạnh Tường hả mẹ? Trời, quá. Sao tiếc vậy? Hồi đó mà mẹ mà kết hôn với Hoàng Mạnh Tường thì con bây giờ đã là Hoàng Trạng Nguyên rồi. Nói linh tinh. Alo, sao anh? Anh có tin tức gì của anh hả? Không có hả? Khi nào mà liên lạc được với ảnh á, nhớ báo cho tôi biết nha. Cảm ơn anh. Tôi giống chị em lắm hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh về đi rồi mình nói chuyện. Hả? Alo? 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 Anh? Ba hả mẹ? Ba đang ở đâu vậy mà? Không biết nữa. Thuê bao quý khách. Mẹ. Mẹ kể tiếp với con cái chuyện hôm qua đi. Chuyện hôm qua là chuyện gì? Dạ thì là ông Hoàng Minh Tường cứu mẹ đó. Mà ba làm cách gì để đá ông ra vậy? Đá gì mà đá. Lúc đó ba con đột ngột nhận được một án tử hình. Án tử hình? Như anh thấy đó, xung quanh vòng tròn này đã bị xé nát hoàn toàn. Nếu muốn trị dứt điểm thì phải làm sao bác sĩ? Không khả năng điều trị hoàn toàn đâu. Nên là không được chơi bóng nữa. Nếu còn tân bóng thì ba anh có thể sẽ không cử động được nữa. Tại sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy? Thôi, anh thật sự cũng không biết tại sao nữa. Anh biết bữa trước anh nói về bản thân của mình như vậy là hơi quá. Nhưng mà nói thiệt với em, số lượng mấy đứa con gái mà theo anh á, nhiều tới mức 60 chiếc xe tải 10 tấn còn chở chưa hết nữa. Nếu như vậy tại sao anh không lẻo đẻo theo một trong những người đó đi? Anh theo tôi làm cái gì vậy? Có phải là vì cái tên Minh Ngọc ngờ nghệt mà bữa trước anh gặp mà em đối xử với anh như vậy không? Anh chàng đó là ngôi sao của giải bóng chuyền chuyên nghiệp năm nay á.
rất xứng với em. Nếu là anh á, khi mà được anh ta tỏ tình, anh sẽ không ngần ngại nói cảm ơn, rồi đồng ý hẹn hò liền luôn. Anh nói thật lòng chứ? Vậy nếu như bây giờ anh thích em, anh có giữ em lại không? Anh không muốn chiến thắng người đó dù chỉ một lần hả? Anh xin lỗi. Nói thiệt, anh là kẻ phát bóng chuyện phá hoại đội nhà. Hơn nữa, bây giờ anh cũng không còn cơ hội chơi bóng, thì làm sao mà đấu với anh ta được. Tại sao mà anh có thể nói ra được câu đó vậy hả? Con người đầy niềm tin chiến thắng của anh trước đây đã mất tiêu rồi. Tại sao bây giờ anh giống như kẻ trích trôi vậy hả? Trước đây anh từng nói với em mà, anh nói là không bao giờ chùn bước nếu như chúng ta không cố gắng hết sức. Vậy mà bây giờ anh nói câu đó. Tại sao anh không nghĩ là anh sẽ chiến đấu với người đó dù chỉ một lần chứ? Trời ơi, sao ba lại cúi mình trước Hoàng Minh Tường như vậy? Ba thiệt là. Nhưng rồi một ngày, trường của Hoàng Minh Tường và trường của ba con gặp nhau trong một trận đấu từ thiện. Đó là lúc trước lễ tốt nghiệp một tháng. Chị em mới tới. Ủa, cô giáo tới rồi hả? Dạ. Rồi sao nữa mẹ, cái chuyện sao nữa kể con nghe. Đi lên học đi. Ôi, đang nghi cấn mà, mày kể tiếp con nghe đi. Đi học đi cái thằng này. Thôi con lên trước đi, lát tôi lên. Đi. Lát cái thì chết bây giờ. Giỡn mặt hả? Bình thường hay tới trễ lắm nè. Tự nhiên xong nay tới đúng giờ vậy? Toàn làm ba chuyện khác bực mình đúng không à? Cái thằng này, ăn nói với cô giáo mà vậy đó hả? Dạ không sao đâu chị ơi, Nguyên nó vậy thôi chứ bình thường nó cũng dễ thương với em lắm. Nhờ cô hết nha. Sao hồi nãy không đá trúng vô luôn cái bản mặt của nó giùm tôi đi trời. Never forget it, the time when I first worked as teacher, on the first day of my career, I really want. Trời ơi, sao nãy giờ quá trời luôn mà em không có làm được cái nào hết trơn vậy? Rồi, hôm nay tới đây thôi nha. Nè, em làm ơn đi, em về em học, em coi lại cái bài này đi. Xong rồi ngày mai cô kiểm tra lại cho em đó nha. Ôi, ôi, cái gì vậy Quang? Đau quá. Con đưa ông lại cái ghế. Trời, trời cái thằng này. Dạ, em xin lỗi anh. Dạ, thưa ông, con về trước nha ông. Ừ, vất vả cho cô giáo quá. Dạ, thưa ông con về. Bye bye chị. Quang. Quang. Dạ ông. Ráng mau lớn nha con. Rồi ông giao công ty cho con làm. Chứ giao cho thằng quỷ đó hả, ông như ngồi trên đống lửa vậy đó. Dạ, cảm ơn ông. Ừ. Ơi nè, không lấy điện thoại về hả? Ê, đúng là đồ nào có vàng. Ủa, mới qua hả? Đi lên phòng chơi, đi. Nè bạn mình ơi, bộ cô giáo về kèm tiếng Anh của bạn để qua điện thoại hả? Ừ, bà điên á. Sao tự nhiên chửi người ta điên? Thì bởi vì điên đó, bởi vì điên chứ sao? Người ta bình thường đó. Nè,
Bạn biết nhà của chị đâu không? Ai mà biết. Chị thôi, mình đi. Hỏi nhiều quá, đi lên phòng chơi, đi. Mẹ ơi, không biết sao tìm ta. À, anh ơi, em biết nhà của chị Vi đó. Em nói gì? À, nãy em đã Hoàng đi coi chụp test đó. Đi nhà chị cho anh biết đi. Không, nãy em Hoàng đi mua cà lem cho em ăn nha. Thiệt hả? Thiệt. Đi đi đi, sao đi. Mẹ, sao nữa mà? Thôi đủ rồi. Sao mà đủ được? Mẹ đang kể mà. Mẹ kể tiếp đi mẹ. Trường của ba đấu giải từ thiện với ông trường Hoàng Mạnh Tường rồi sao? Kết quả sao? Dạ. Cái thằng này, thí dụ mà con đi học cũng tập trung giống vậy thì đỡ biết mấy ha. Ôi, đi học khác. Còn mày kể chuyện mà, mẹ phải kể cho hết câu chuyện chứ. Sao nữa mẹ? Kết quả sao mẹ? Sao là sao? Trận đấu là do trường Hoàng Mạnh Tường đơn phương yêu cầu. Tên Hoàng Mạnh Tường đó muốn chứng minh vị trí số 1 trong làng bóng chuyền chuyên nghiệp của mình nên không ai cản được hết. Tên này đúng là châu bò mà. Còn những cú đánh chí mạng không ai đỡ nổi. Kỹ năng của hắn còn vượt trội hơn cả ghi ba nữa mà. Tới khi điểm số là 24-5, Hoàng Mạnh Tường vẫn đang trên đà ghi điểm. Huấn luyện viên ơi, cho em ra sân nha. Đâu còn đang bị thương mà. Không sao đâu, anh cho em ra sân nha. Không được. Huấn luyện viên à, em xin anh đó, một lần này thôi cho em ra sân chơi nha. Lúc đó ba ra sân hả mẹ? Ờ. Ngay từ đầu trận đấu đã được phân thắng thua và không ai quan tâm kết quả. Nhưng chỉ đối với ba con, đó là một trận đấu rất quan trọng. Nếu còn tâm bóng thì Vang có thể sẽ không cử động được nữa. Tuyệt vời luôn á. Phải đó, lúc đó ba con ba lần phát bóng đều được ghi điểm hết luôn. Thiệt, rồi sao nữa mà? Rồi sao hả? Sau đó thì em xin lỗi, cũng tại em hết. Chỉ vì một câu nói của em thôi mà anh bị ra nông nổi như vậy. Không đâu, nếu như em không nói, anh cũng muốn dồn hết sức mình để đấu với người đó một trận cuối cùng. Vì anh biết cả đời anh sẽ không có cơ hội lần thứ hai để đấu với người đó nữa. Lúc anh phát quả bóng cuối cùng, câu nói đó đã xuất hiện trong đầu anh. Không thể chùn bước khi chưa cố gắng hết mình. Ngay lúc đó anh đã phát hiện ra một điều. Khi anh chưa cố gắng hết sức, anh không thể nào chùn bước dù chỉ một chút
anh không biết sau này anh có thể tiếp tục chơi bóng nữa hay không. Nhưng anh biết chắc một điều rằng tất cả mọi việc trong cuộc sống, khi chúng ta chưa cố gắng hết mình thì không thể nào chùn bước. Hòa, anh yêu em. Yêu ở bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời của anh. Em biết không? Tuyệt vời thiệt luôn á. Nhưng mà con không biết người ba này giờ đang đâu ta. Ừ ha, mẹ biết ba con đang ở đâu rồi. À, anh ơi, nhà này nè. Nhà này hả? Dạ đúng rồi, anh thả tay vô mở cửa đi. Ừ. Dạ. Là anh phải mua kem cho em đó nha. Ok ok. Dạ. Không chị My đâu em. Đó là phòng của chị My đó. Cảm ơn em nha. Dạ. Chú Julian. Chị My ơi. Chị My ơi. Chị My ơi. Thượng đế ơi, chỉ cần hôn chỉ một cái thôi, con sẽ tình nguyện để bị đẩy xuống địa ngục. Tại sao lại làm như vậy chị? Đứng lại luôn, đứng lại luôn. Xin lỗi chị. Xin lỗi chị. Xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, tại em thích chị quá à. Cái gì? Bọn em thích người ta là em có quyền đột nhập vô phòng người ta để em cưỡng hôn người ta hả? Cái gì? Cưỡng hôn? Ai hả? Ai hả? Mối tình đầu, ai cũng phải chịu nhiều đau đớn hết. Biết ngay là anh ở đây mà. Anh xin lỗi. Anh không cần phải xin lỗi. Em nhớ là anh đã từng nói với em một câu: không được trùng bước nếu như chúng ta chưa cố gắng hết sức. Anh quên rồi hả? Con đường của anh phía trước, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng phải cố gắng lên. Anh có biết chưa hả?
Anh thấy sao hả? Anh có muốn chơi lại giống như ngày xưa không? Cầu thủ Phan Minh Ngọc phát 3 trái bóng liên tục vào sân của đối phương, khiến cho cầu thủ Hoàng Mạnh Tường trở tay không kịp. Nè, chơi lại cho em coi đi. Anh làm được mà. Cầu thủ Phan Minh Ngọc cố lên. Một cú bóng ăn điểm liền ngay lập tức, nghe chưa? Cầu thủ Phan Minh Ngọc phát bóng mạnh mẽ lên. Cố lên. Cố lên. Em ạ. À, em có sao không vậy? Anh làm tốt lắm. Cái bờ vai này của anh còn vững chắc lắm mà. Vợ à, lúc trước tôi có kể với ông có cậu người nước ngoài ở nhà tôi đó, là cậu này nè. À, còn đây my boyfriend Đỗ Tú Tài. Ồ, Đỗ Tấu Hài. Đỗ Tú Tài không phải Đỗ Tấu Hài đâu. Hội thi ăn sandwich giải nhất 1.000.000 đồng. Sao chị không ăn cơm? Chị phải để bụng thiệt đói để thi ăn sandwich. Only you. Ôi trời, mềm chết. Cảm ơn con nha. Đón xem tập 18 Gia đình là số 1 phần 2, phát sóng vào lúc 19:55 ngày 2 tháng 4 năm 2019 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1, 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 gia đình là số 1.